Quý vị có con em bị cận, viễn và loạn độ cao, cận trên dưới 10 độ, loạn trên dưới 4 độ. Bác sĩ nhãn khoa James Trương có phương pháp thiết kế trọng OrthoCare mới nhất 2019 JTO với hiệu quả cao nhất, ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất. Phương pháp này cũng giúp cho chính quý vị lớn tuổi bị cận, viễn và lão thị để khỏi phải mang kính khi làm các ngành nghề đòi hỏi tỉ mỉ như nails, xăm thẩm mỹ, văn phòng. Đặc biệt, nếu sign up OrthoCare cùng ngày tham khảo, quý vị sẽ được tặng bonus kính lọc màu. Xin gọi để biết thêm chi tiết ở số điện thoại 714-418-9607, 714-418-9607. Bác sĩ nhãn khoa James Trương chính thức là hội viên cao cấp nhất Fellowship và 4 năm liền làm giám khảo cho các cuộc thi Fellowship của Hiệp hội OrthoCare Hoa Kỳ và quốc tế. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng có 6 bằng cấp thiết kế trong OrthoCare nhằm đạt kết quả cao nhất về OrthoCare. Nếu quý vị sign up OrthoCare cùng ngày tham khảo, sẽ được tặng một kính lọc màu để giúp OrthoCare giữ độ và giảm độ, hoặc kính lọc màu tăng trí nhớ, giúp học tập tốt hơn. Đặc biệt hơn nữa, chỉ trong tháng này thôi, sẽ tặng thêm một thiết bị chườm ấm mắt để giúp mắt quý vị đỡ khô và đỡ mỏi. Xin gọi 714-418-9607, 714-418-9607 để lấy hẹn tham khảo ngay, vì chương trình khuyến mãi này chỉ giới hạn trong tháng này mà thôi. Nếu con em hay chính quý vị bị rối loạn thị giác do ADHD hoặc autism, bị lazy eye, mù màu, kém trí nhớ, hoặc người lớn nếu bị cườm khô, không muốn mổ, bác sĩ nhãn khoa James Trương có phương pháp kính lọc màu, điều chỉnh thị lực và thị giác với hiệu quả từ 50 đến 90%. Bác sĩ nhãn khoa James Trương chính thức là hội viên của nhiều hiệp hội Vision Therapy, tức là điều chỉnh thị lực và thị giác, gồm COVD, hiệu chỉnh mắt yếu, lazy eye và mắt lé. Hội viên CSO, tức là Color Vision Therapy, dùng kính lọc màu hỗ trợ trong việc điều chỉnh các chứng bệnh có liên quan về mắt. Hội viên BOAF, tức là Behavior Optometry, nhằm hỗ trợ điều chỉnh thị lực cho các trường hợp bị rối loạn thị giác do ADHD, Autism. Bác sĩ nhãn khoa James Trương đã thành công trong việc dùng kính lọc màu để điều chỉnh mắt kém do lazy eye, độ loạn cao, ADHD, Autism cho trẻ em, và kính lọc màu cũng giúp tan dần cườm khô cho người lớn nếu không muốn mổ cườm. Kính lọc màu cũng thành công trong rất nhiều trường hợp trẻ em bị học kém, rối loạn trong việc học, giúp các em tập trung và học hành tiến bộ hơn rất nhiều. Tham khảo kính lọc màu vẫn là hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị sign up cùng ngày cho phương pháp kính lọc màu này, đặc biệt chỉ trong tháng này thôi, cũng sẽ được tặng thêm một thiết bị chườm ấm mắt để giúp mắt quý vị đỡ khô và đỡ mỏi. Một lần nữa, xin gọi 714-418-9607, 714-418-9607 để lấy hẹn tham khảo ngay, vì chương trình khuyến mãi này chỉ giới hạn trong tháng này mà thôi. Rất cảm ơn quý vị. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng có Board Certification in Optometry và là Top Optometrist trong nhiều năm liên tiếp, từ năm 2014 đến 2018 trên đài truyền hình 13 KCOP. Tham khảo hoàn toàn miễn phí. 714-418-9607, 714-418-9607. Chúng tôi xin giới thiệu một cái mở rộng của IK Optometry của Fountain Valley do tôi là bác sĩ Chêm Trương. Thì đây là một cái mở rộng ra, và chúng tôi có thêm được cái phòng chờ. Ở phòng chờ này là chúng tôi có một cái big screen TV, gồm 4 cái TV. Và cái TV này coi như là sẽ chiếu những cái tin tức, cả những cái về hình ảnh về mắt. Đồng thời chúng tôi cũng có hai cái projector này chúng tôi sẽ trong những cái dịp chúng tôi tham có những cái seminar, tức là để chiếu cho quý vị, để coi như lúc mà mình hội thảo về tất cả những cái chương trình về mắt. Vâng, và chúng tôi có cái nơi mở rộng này, chúng tôi có thêm 4 cái phòng nữa. Ngoài cái phòng lobby room ở phía trước để chờ đợi, chúng tôi có thêm 4 phòng nữa và rất nhiều dụng cụ mới. Chúng tôi đang, dụng cụ đang về nhiều. Và đây là cái phòng, thêm một cái phòng pre-test. Chúng tôi đã có một căn phòng pre-test bên kia. Và đây là thêm cái phòng pre-test nữa. Dụng cụ vẫn đang về thêm. Và kế tiếp đây là chúng tôi có cái phòng này là phòng, một cái phòng office, vừa để tham khảo vừa để cho các em tập contact lens. Chúng tôi có những cái TV, có những cái slide show để giúp và những cái video để hướng dẫn cho các em trước khi các em làm cái tập dệt cái AutoCare và tập dệt kính lọc màu. Một cái phòng nữa là phòng exam room. Phòng này thì coi như dụng cụ đang về. Còn đây là một cái panel
và chúng tôi để chiếu tất cả những cái về mắt. Cái này sẽ tự động chiếu hết và chúng tôi sẽ thay đổi những mỗi tháng những cái chương trình mới về mắt.